Hôm qua, tại Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và sơ kết quý 1 năm 2022, kế hoạch liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư, trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang và đại diện Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cục Quản lý Thị trường và Ban chỉ đạo 389 các huyện, thị, thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Trần Anh Thư biểu dương các lực lượng tham gia phòng chống buôn lậu trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 đã tích cực đấu tranh, phá nhiều chuyên án lớn, nên tình hình buôn lậu những năm qua giảm rõ nét. Các mặt hàng đường cát Thái Lan, thuốc lá ngoại nhập lậu, ngoại tệ, ma túy giảm đáng kể. Trong đó, nhờ có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa 4 đơn vị, Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Cục Quản lý Thị trường, quyết liệt tham gia phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả đã tạo được lòng tin từ lãnh đạo các cấp và nhân dân cùng với các lực lượng tham gia tố giác tội phạm. Tuy nhiên, để công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đạt kết quả tốt hơn trong năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Thư cũng yêu cầu các lực lượng cần phải tập trung 6 vấn đề sau đây. Cái thứ nhất đó là chúng ta bám vào cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, rồi Ban chỉ đạo 389 của Trung ương, cũng như những cái nhiệm vụ đặt ra của tỉnh ủy và ủy ban, để các đồng chí tập trung để xây dựng cái kế hoạch, đặc biệt là rà soát lại các cái kế hoạch liên ngành giữa 4 lực lượng, rồi giữa công an tỉnh với Cục Quản lý Thị trường, để chúng ta phân ra thành cho nó rõ. Đấy là cái nội dung thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là các đồng chí xác định các cái nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên là trong cái phòng ngừa buôn lậu, rồi hàng gian, hàng giả nó rất là nhiều. Trong một thời gian rất ngắn, các đồng chí không thể nào mà mình tung hết lực lượng ra để làm được. Thế thì sẽ xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các những vấn đề nào mà người dân bức xúc, các những cái vấn đề nào nổi cộm, và các cái chỉ đạo của các ngành của Trung ương cũng như là các ngành dọc của các đồng chí, để chúng ta xác định ra các cái nhiệm vụ trọng tâm, từ đó xây dựng ra các cái chuyên án và bố trí các cái lực lượng từ nghiệp vụ cơ bản, nắm bắt tình hình, nắm bắt thông tin, tổ chức trinh sát theo dõi, để rồi mình đánh những cái trận lớn, tạo ra được những cái hiệu ứng tốt hơn. Cái vấn đề thứ ba nữa là nâng cao cái vai trò trách nhiệm của Ban chỉ đạo 389 ở các huyện thị, đặc biệt là những huyện thị trọng tâm như thành phố Châu Đốc, Tân Châu, An Phú và Tịnh Biên. Đây là những cái địa bàn trọng tâm, và ngay cả những trên cái địa bàn của các huyện thị thì các đồng chí cũng xác định ở những cái vị trí trọng tâm, trọng yếu, xác định những vị trí nào để chúng ta đặt chốt, những vị trí nào để chúng ta tuần tra, rồi gắn phối kết hợp với camera. Là cái thứ năm nữa đó là tiếp tục tăng cường cái truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân, để cho người dân ý thức được, để đặc biệt là những người dân khu vực biên giới, để tham gia chúng ta hình thành được một cái mạng lưới về an ninh nhân dân, để người dân tham gia trong cái tố giác, ủng hộ chúng ta. Cái việc này thì trong thời gian chúng ta làm rất là tốt vừa qua, nhưng đó là người dân ý thức được cái câu chuyện là xâm nhập biên giới trái phép ảnh hưởng tới Covid cho nên người ta tham gia. Còn bây giờ tình hình Covid nó tương đối nó ổn rồi, coi chừng người dân lại quay lại cái hướng là đi bao che cho tội phạm. Thế thì bây giờ chúng ta phải tăng cường cái thông tin tuyên truyền cộng với thêm cái khen thưởng cho những cái công dân tốt tham gia trong cái việc tố giác này. Và cái cuối cùng đó là chúng ta làm tốt cái việc mà chúng ta trong 2 năm vừa qua chúng ta đã làm, đó là tuyên truyền nâng cao cái nhận thức của cán bộ công chức, để chúng ta không có lơ là trước cái hành vi tinh vi của tội phạm, mà nói xa hơn nữa là chúng ta không bị vướng vào cái bẫy là tiếp tay cố ý hoặc là vô tình, thậm chí ở những cái vị trí trọng yếu trong cái nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, để các đồng chí không bị vướng vào trong những cái việc sai phạm. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân. Ban chỉ đạo 389 tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trong năm 2021.